chồn trắng. Năm Dân Quốc thứ 25, Bính Tý, sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền ba đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê, đến thăm, tay xách cái lồng trong nhốt một con vật toàn thân trắng tuyết, điểm lấp chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói: "Con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu nó bị thợ săn ở núi Bạch Vân Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó khi khổng khi không, ông ta lại bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng, và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng pháp tại chùa Nam Hoa, hãy mau đem con chồn đến đó phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn. Bà vợ giật mình cả kinh, vội đem tiền chùa con chồn. Do Lâm đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà, sẵn dịp ông đang đóng quân ở Tàu Khê, nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm. Ngài Hư Dân nghe kể chuyện liền thu nhận con chồn. Ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm phía sau chùa. Hằng ngày nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn trêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn. Con chồn khi biết mình ăn nhầm liền nhổ ra. Nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt nó. Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày mà không trở về. Một hôm do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, ngót mấy chục trượng, ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Vân liền đi ra đến dưới gốc cây đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con chồn liền tuột xuống đeo ngay vào tay áo ngài, có vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người rình bắt, ngài đóng cho nó cái chuồng. Sau đó khi thả ra, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm ông Tưởng Giới Thạch đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa, nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tàu Khê thì thấy con chồn, thị vệ định bắn, nhưng ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc đầu, ve vẫy đuôi dắt ông Tưởng đi vào. Đến đại điện, nó chạy như bay vào phương trượng, cắn áo hòa thượng kéo xuống lầu gặp ông Tưởng. Nghe kể chuyện ai cũng cười. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, chồn thường nằm dưới thiền sàng. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái mái, kéo râu ngài đùa nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó rồi bảo: "Con có linh tánh, chớ có vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá." Một hôm chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương nằm nhẹp, không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không cứu được, thương nó đau đớn bèn khai thị: "Cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đừng bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp duyên quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã mãn, ta mong con nhất tâm niệm Phật để sớm được giải thoát." Chồn hiểu ý, gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt hơi. Thi thể nó để 2 ngày vẫn không biến đổi.
Hòa thượng nhớ đến câu chuyện Tổ Bách Trượng độ chồn quan, nên cho tổ chức tang lễ nó như một vị tăng, chôn nó ở phía nam núi. Việc này xem ra ly kỳ, nhưng sở dĩ những điều đó phát sinh trong cuộc sống, nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả thôi. Chúng ta là phàm phu, thường hay lý luận việc nuôi chim cá là trò tiêu khiển cực thú vị. Đa số còn quan niệm ngu muội rằng hễ đã phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí chơi bời hưởng lạc tha hồ bằng cách mua hoa bao gái. Và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh vốn là chốn mua vui để mình tiêu khiển giải trí. Họ nào biết hưởng phúc kiểu này chính là tạo quả, đâu hay rằng chính hành vi mê tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn. Ha ha ha, 闻三摩地所